Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm được hơn dự án và tham gia dự án, các bạn nhận được 30 top cần RETH. Tất cả các bạn khi các bạn lướt vào phần link mô tả mình và bấm vào nút buy token 42% app á, mức đỏ, các bạn đi đăng ký một cái tài khoản. Trời ơi, đáp này rất ngon các bạn. Đầu tiên Uname, các bạn ghi họ và tên mình nha các bạn. Rồi email các bạn. Rồi bắt quạt, xác nhận bắt quạt các bạn. Rồi đầu tiên các bạn ghi tên, mail, bắt quạt, bằng khẩu, chỉ có chữ số và cộng và chữ dưới qua các bạn. Rồi bấm vào tôi không phải là người máy. Các bạn chờ kiểm tra chút các bạn. Rồi các bạn bấm vào remove và các bạn bấm vào account các bạn, hình đầu người đi nha các bạn. Để đăng ký một cái tài khoản các bạn. Create account. Rồi như vậy là mình đã ra được giao diện chính rồi các bạn. Các bạn vào mail mà coi nó có mail gì mà confirm không các bạn. Rồi để mình hướng dẫn các bạn tham gia góp các bạn. À các bạn chờ mình chút các bạn. Các bạn vào mail mà login đang nhận được một token nha các bạn. Các bạn vào mail mà đăng nhập đó. Verify mail được một tất cả RETH. Quá tạ máy quá. Welcome. Rồi các bạn lướt lên nha các bạn. Rồi các bạn go to the open nha các bạn. Bấm nhấn nút xanh nè, go to the open. Một RETH các bạn 0.1 USD. Con này kiếm cái khoảng mấy đô vậy ta. Rồi các bạn lướt cho 3 dấu gạch nha các bạn. Các bạn bấm chữ gaming token nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn làm nhiệm vụ các bạn ơi. Các bạn là user Telegram. Các bạn click vào Telegram, click vào các bạn. Các bạn bấm vào một user Telegram, các bạn bấm vào tay mở Telegram lên các bạn, bấm vào chỗ này đi các bạn. Telegram đâu ta, John Umit trên Telegram của nó nè. Các bạn mở Telegram màu xanh, chữ màu xanh nha các bạn. Các bạn John vô các bạn. Cái diện này mới quá à. Mà mới cái nào mình mò chút xíu cũng gà các bạn. Các bạn dành chút các bạn, chờ lót chút các bạn. Bốn phút rồi tờ. Con này làm chắc khoảng 8 phút quá. Stop. Rồi các bạn cho nó. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi bạn bấm Z nha các bạn. Các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ghi username.
vào ba vô gạch vào setting copy username mình nha các bạn. Anh 0329931577 0329931 rồi bạn bấm click tắt nha các bạn. Cho nó kiểm tra thông tin của mình nha các bạn. Ờ, gì là mình đã nhận được các bạn. Alice claim của anh. Rồi nhiệm vụ này chắc mình làm không được nha các bạn. Rồi để mình qua mình kiểm tra giấy coi mình nhận được bao nhiêu tốc cần các bạn. Giấy wallet này các bạn. Giấy tôi cần thứ các bạn. Game token, cái tắt exchange wallet. Một wallet này sao mở khóa không được ta? Tweet name. Rồi các bạn vào đây lấy game ghép mình chia sẻ cho bạn bè người thân nha các bạn. Copy link mình nè. Level. Rồi các bạn log ra nữa coi. Bạn vào tắt thử kiểm tra từng một các bạn. Sao mà cái bự râu, cái râu mình sao mình nhận cái giết mình đâu ta. Cái này cũng ngon lắm mà hang đây kiểm tra mình nhận nó chưa các bạn. Ghét to cần thứ kia. Game token. Trong web của mình tại mạng yếu nó cập nhật không đủ bạn. Chạy lâu quá. Nhiệm vụ ít giấy tờ. Rồi các bạn ơi, cái máy của mình tại nó cập nhật không đủ các bạn ơi, rồi nó cập nhật thêm nè. Rồi các bạn vào đây mà follow theo word để nhận tôi cần các bạn 0.5 tôi cần nữa nè. Rồi 1 tôi cần nữa nè. Theo word subscribe nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào mà làm nhiệm vụ nữa các bạn. Facebook rồi dán cái đường link. Rồi dán cái username Facebook nữa nè. Khoan các bạn, đây mình hướng dẫn các bạn làm luôn nha các bạn. Thay word này mình nhập một tục cần phải không? Bây giờ mình làm cái thay word này đi. Subscribe thay word the list link com list. Feed name thay word and nickname. Rồi bấm vào thay word nha các bạn. More. Rồi chuyển mình tới thay word cái mình. Rồi cái link thay word này nha các bạn. Bạn chào mình chút các bạn. Các bạn theo dõi nó, các bạn like cho nó vài bài nha các bạn. Rồi các bạn test nó lại cái bình luận nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Tại
tờ thốt lần thốt hai lần rồi các bạn qua cái chỗ ghi test nãy bạn chụp cái màn hình lên đó các bạn, rồi các bạn thốt qua đi các bạn, nó kêu gỡ lại màn hình để cho nó các bạn qua thì quên nữa các bạn. Sau khi các bạn follow rồi request rồi các bạn bấm vào chữ browser nha các bạn chọn tệp nha các bạn, và bạn chọn mở nha các bạn, rồi các bạn ghi dòng chữ nha các bạn, good, bấm send để cho nó duyệt các bạn. Con này quá khó làm lạ, con này lạ quá, mình mò ra gắn mò các bạn, cũng dễ thôi các bạn, cho nó cập nhật á. Sun Adobe sai ta, good, để mình gửi lại các bạn. Hồi nãy tin nhắn ít quá rồi, nó gửi ít nhất thì phải có từ 7-8 chữ các bạn, không biết thành công không các bạn. Thành công màu xanh này, thành công các bạn. Rồi các bạn vào qua cho gạch này nữa nè, quan vào nút tách này mà làm nhiệm vụ tiếp theo các bạn. Mình demo các bạn 2-3 nhiệm vụ rồi, xuống đây mà các bạn làm nhiệm vụ theo quơ để nhận nhóc chứ nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ở đây nè các bạn. Các bạn follow nó, rồi các bạn ghi username của mình lại các bạn, rồi gửi cho nó các bạn để nhận 1 GETH nha các bạn. Rồi con này để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Giờ qua là hiện giờ nó còn đóng băng cái ví mình nè. Không cho mở ví nè. Comment đóng băng hóa là vậy. Video mình kết thúc các bạn, làm nữa chắc khoảng 20 phút luôn. Đây vào Ukraine này các bạn, mở khóa captcha này các bạn, mở con này thứ lỡ rồi tìm hiểu luôn. Rồi mình mở khóa ra các bạn, rồi các bạn lướt luôn nữa các bạn, rồi bạn giúp cho bãi bạch ra subscribe to channel. Environment clickable feed name. Giờ xem tin cài đặt với cơ. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chị chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này các bạn. Để mình tìm hiểu rồi mình cập nhật cái video này theo các bạn. Kèo này là theo thông tin là người ta mấy YouTube lớn nó kèo này là kèo ngon nhất đó các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.